chúng ta cùng nhau khởi động được không? Rồi, khi nào thầy Linh hô là tay đâu là tay? Đúng rồi, các bạn sẽ hô là tay đây là tay đây. Thầy Linh hô là vỗ cái tay là vỗ cái tay. Thì các bạn sẽ đúng rồi, chúng ta vừa rồi, âm nhạc. Tay đâu là tay đâu? Vỗ cái tay là vỗ cái tay. Lắc cái hông là lắc cái hông. Nhún cái chân là nhún cái chân. Hô to hơn nha. Giật cái chân là giật cái chân. Rồi, tư thế sẵn sàng chưa? Quyền đếm. 5 4 3 Âm nhạc bắt đầu chưa? Cho cơ hội cuối cùng để bên âm thanh họ chuẩn bị nha, chuẩn bị. Chúng ta có nên thưởng cho các thầy bên này mấy tờ cá chống đẩy không ạ? Vì sao? Âm nhạc chuẩn bị. 3 Rồi các bạn làm theo cô. Cô sẽ làm như thế nào chúng ta làm lại nhá, không cần nhạc thử sức xem chúng ta làm như thế nào. Cô hỏi như thế nào thì chúng ta làm theo như vậy. 2, 3, hãy cho cô biết tay đâu là tay đâu. Tay đây là tay đây. Tay ở đâu là tay ở đâu. Tay đây là tay đây. Nào mình cùng vỗ tay. Nào mình cùng bắt tay. Nào mình cùng lắc đầu. Cùng lắc đầu. Nào mình cùng nhún chân. Nào mình cùng giậm chân. Rồi, vừa rồi đã được khởi động nóng người chưa? Rồi, bây giờ đến một trò chơi nữa có tên là gió thổi, gió thổi. Chúng ta đã được chơi chưa? Bây giờ thử luôn nhá, không cần hướng dẫn nhá. Gió thổi, gió thổi. Thổi tất cả sinh lớp 1 cất khẩu trang vào túi. Cất hết khẩu trang vào túi. Bây giờ bạn nào mà không làm nhá thì sẽ bị lên trên này chịu hình phạt bao giờ. Rồi, chuẩn bị làm lại này. Gió thổi, gió thổi. Thổi tất cả các bạn học sinh khối 1 đứng nghiêm. Không mất trật tự, lớp nào mất trật tự bị lên trên này. Lại nhờ. Gió thổi, gió thổi.
của các bạn lớp 1. Chào. Bố ơi, chào tay trái. Chào bên nào cả? Ồ, tay phải, tay này. Được chưa? Kiểm tra nhá. Bắt đầu kiểm tra này. Úp và la kiểm tra các bạn lớp 1. Rồi, tay phải con đâu? Đúng rồi. Rồi bây giờ làm lại nhá. Rồi, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Làm lại này. Gió thổi, gió thổi. Thổi tất cả các bạn lớp 1 đứng tư thế nghỉ. Đứng tư thế nghỉ có được không ngoại nào? Phải đứng làm sao? Lưng thẳng. Hai chân rộng. Hai chân rộng bằng vai. Úi dồi ôi. Ông nhạc từ từ đã, từ từ. Làm cho các bạn học sinh lớp 1 vừa đứng nghỉ đấy. Rồi lại nhá. Tất cả. Rồi tất cả các bạn khối 1 giữ im lặng trong vòng 5 giây. Lớp nào mất trật tự sẽ bị gọi lên. Có một lớp sẽ bị gọi lên. 5 4 3. Rồi sau đây chúng ta sẽ rèn luyện đội hình đội ngũ một chút, xem các bạn có làm như các thầy hôm thứ hai không nhá. Hôm thứ hai có nhìn thấy các thầy làm ở trên sân khấu không? Hôm đấy thầy Linh thấy khối 1 là hô to nhất cho các thầy cô làm đấy. Hôm nay nhá, hôm nay chúng ta làm luôn được không? Rồi xin mời các cô chúng ta đứng lên trên đầu hàng. Đấy, hôm nay có các cô tập cùng luôn. Rồi xin mời các cô chúng ta đứng lên đầu hàng. Rồi phía dưới ơi, cứ phía dưới mà làm sai thì trên này các cô giáo chủ nhiệm sẽ bị phạt. Đó. Bây giờ không phạt các bạn nữa mà phạt các cô. Các bạn có yêu cô giáo chủ nhiệm của mình không? Thế có làm tốt không? Bây giờ thử nhá. Xem bạn nào mà không thích cô giáo chủ nhiệm là biết ngay này. Chuẩn bị này. Chuẩn bị này. Đó, xin mời các cô về chỗ. Thử nhá. Bây giờ nháp này. Nháp xem lớp nào hư này để phạt luôn này. Vâng, xin mời lớp 1A1. Rồi xin mời cô đứng lên đồng hành. Rồi khối 1 chú ý. Nghỉ. À, rất nhiều bạn nói chuyện. Nghỉ hưởng. Nghỉ. Nghỉ hưởng. Nghỉ. À, một bạn đúc tay túi quần. Lớp 1A1 mặc quần màu xanh, đi giày màu xanh. Rồi, bây giờ lại nhá. Rồi, xé nháp. Bây giờ làm thật này. Với một ý. Nghỉ. 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 Chào. Nhớ chỉ chào tay phải rồi. Nào không cười, tất cả nhìn thẳng phía trước. Rồi kiểm tra xem lớp nào sai để phạt cô giáo nào. À, lớp này là lớp... À, vẫn có bạn nói chuyện. Bạn Lâm lớp 1A2. Xin mời cô lớp 1A2 đứng lên ngồi xuống. Ba cái. Chuẩn bị cả lớp đếm cho cô. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4,
Rồi, thì các lớp khác có muốn cô giáo của mình bị phạt không? Thử lại nhá. Thôi, bỏ tay xuống. Chuẩn bị này, nghỉ. Các bạn khối 1 đã biết hát quốc ca chưa? Bây giờ thử nhá, thử xem biết hát chưa nhá. Hát to rõ lời nhớ chưa? Nhớ. Chào.